Thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, trong 3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm. Cụ thể như bệnh thủy đậu, 89 ca mắc, xuất hiện 2 ổ dịch ở trường học trên địa bàn huyện Gia Lộc và Thanh Hà. Sốt xuất huyết với 26 ca, tăng 11 ca so với cùng kỳ năm trước. Tay chân miệng với 40 ca, tăng 39 ca so với cùng kỳ năm 2023. Hiện nay, các dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Việc xử lý môi trường và vệ sinh trường lớp học kiểm soát tình hình dịch đã được trung tâm y tế, nhà trường thực hiện thường xuyên nên dịch đã được kiểm soát tốt. Nhiều ngày qua không ghi nhận ca mắc mới. Đối với bệnh sởi, cúm A H5N1 và một số dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn tỉnh, chưa ghi nhận ca mắc mới.